Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, dự kiến từ nay đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 103,4 triệu liều vaccine COVID-19 về Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, đến nay Việt Nam đã nhận hơn 34 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đã tiêm được hơn 27 triệu liều. Hiện Bộ Y tế đã và đang đàm phán với các đơn vị để cung ứng vaccine cho năm 2022 theo nguyên tắc đảm bảo tiêm đủ cho toàn bộ dân số từ 5 tuổi trở lên và thực hiện việc tiêm nhắc lại theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới. Ông Nguyễn Thanh Long cũng cho biết, Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir 1,7 triệu liều để điều trị cho các bệnh nhân mức độ trung bình và nặng, đồng thời tiếp tục nhập các thuốc điều trị khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong. Bộ Y tế đã chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng chống dịch bệnh lâu dài.